lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 7 đến câu 15. Một hôm, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: "Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu mà đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Ông Nicodemo hỏi người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" Đức Kitô đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật tôi bảo thật ông, chúng tôi nói, những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy. Nhưng ông không nhận lời chứng của chúng tôi nếu chúng tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin. Thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, thì làm sao các ông tin được? Nhưng ai đã lên trời, ngoại trừ con người đứng từ trời xuống? Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời." Quý vị và các bạn thân mến, khi nói với Nicodemo rằng: "Ông đừng ngạc nhiên vì tôi nói rằng các ông phải được tái sinh bởi trời, gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió nhưng chẳng biết gió từ đâu mà đến. Mọi kẻ sinh ra bởi thần linh cũng vậy." Chúa Giêsu muốn nói về hiệu quả của ơn tái sinh do Chúa Thánh Thần mang lại. Vì thế, chúng ta cần hiểu và đón nhận ơn ban của Thánh Thần. Quả thế, dù là bậc thầy trong dân Israel, Nicodemo vẫn chưa hiểu điều Chúa Giêsu dạy bảo về Chúa Thánh Thần. Ông chưa hiểu thấu những giáo huấn của Chúa Giêsu, sự trên trời, các ông tin thế nào được. Do đó, cần phải nhận ơn ban Thánh Thần. Chúng ta mới có thể đón nhận những lời dạy bảo của Chúa Giêsu. Sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần giống như sự hiện hữu và hoạt động của gió. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu mà đến và đi đâu. Nghĩa là Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô ban cho chúng ta là ngôi ba Thiên Chúa. Bản chất thần linh của Ngài là thiêng liêng, không thấy bằng mắt thường, nhưng có thể cảm nhận khi Ngài tác động trong chúng ta. Ban ơn hiểu biết cuộc sống, ban ơn can đảm để sống, cho đến cùng điều Chúa Giêsu đã dạy. Mùa Phục Sinh là thời gian thuận lợi để mỗi người chúng ta suy tư và cảm tạ ơn Chúa về ơn phục sinh mà Chúa ban cho chúng ta trong Thánh Thần. Như Thánh Phaolô đã nói: "Nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới." Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến và đổi mới trong ngoài chúng con. Xin cho chúng con luôn biết cậy tin vào mọi ơn của Chúa, để chúng con sống làm chứng cho Chúa đến cùng. Amen.